Đó, đang các chú thợ đang thi công đường dây điện khu K, đường NK13 nối dài xưa qua Mỹ Phước 4. Đây là bùng binh, quẹ phải là ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Cột điện bên trái là khu nghĩa trang Mỹ Phước 3, và từ đây đâm thẳng qua đường N13 của Mỹ Phước 4.